Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì bà con mới xuống núi về. Đó, đợt này thì bà con đi rừng ở khu vực rừng Gia Ly tại Con Tum nhé mọi người. Gia Ly là một cái khu vực rừng nắng rất là nóng của khu vực rừng Con Tum. Thì cái cây ở nơi đây thường thì nó rất là khỏe luôn. Đặc biệt là nhờ cái khí hậu khắc nghiệt vậy nên là thường giả hạt Gia Ly nó hay cho ra được nhiều rất mặt hoa đặc biệt nhé mọi người. Cá biệt có những mặt hoa đột biến rồi nha. Đó, thì đợt này thì bà con may mắn trúng được lô và em thấy là thân xanh cũng rất là nhiều luôn. Đó, và em đã chia ra thành từng hình thì hôm nay thì nó có tầm 20 hình thôi. Đó, ngoài ra cái điểm đặc biệt nhất của cái lô giải hạn ngày hôm nay thì nó có ba cái dừa xanh sạch này nhé mọi người. Tất nhiên thì cái dừa xanh sạch để làm gì thì xanh sạch giải hạn xanh sạch đó thì để sang năm cánh trắng nhé mọi người. Thì hôm nay em có đúng 3 dừa thôi thì có giá là 500, 1 triệu và 2,5 triệu. Tí nữa em sẽ quay cụ thể cho mọi người. Đó, thì mọi người mua giải hạt xanh sạch thì phải xác định là phải cố gắng đầu tư một tí nhé, bởi vì giải hạt xanh sạch nó đắt gấp mấy lần giải hạt bình thường. Đó, để chuyên săn năm cánh trắng. Và hôm nay thì em chia thành các dề. Thứ nhất là cái loại rẻ nhất thì giá 200 ngàn một dề, thì có dề 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp theo là có dề số 6 là 250. Rồi đẹp hơn tí là có dề số 7, 8 là 300 ngàn một dề. Rồi tiếp theo nữa là loại 350 thì có dề số 9, số 10. Rồi sang loại 400 thì có số 11 nè, 12, 13, 11, 12 và 13 thì đang nụ đây nhé mọi người. 13 là giá 450 đang nụ. Rồi tiếp theo nữa là về số 14, 15, mỗi giờ giá là 550. Đó, về lớn đây, đẹp. Về 16, thân xanh đây, rất là to dài đây thì có giá là 800 ngàn. Đó. Và đặc biệt thì có 3 giờ xanh nãy em đã nói rồi, thì có giờ số 17 giá 500, số 18 giá 1 triệu, và đặc biệt nhất là số 19 giá 2,5 triệu. Cuối cùng thì em có một cái combo kín. Combo thì được 5-6 con kín vậy ạ. 5 con kín nhé mọi người, 2-3-4-5. 5 con kín thì giá là 600 ngàn. Cho các bác anh chị chúng ta thích trang kín thì có thể mua nha. Mỗi con kín nó sẽ cho ra một mặt hoa khác nhau, mọi người có thể sưu tầm nhiều mặt hoa thì chúng ta mua kín. Rồi thì bây giờ em sẽ quay cụ thể từng dề trước, thì em sẽ đi vào cái loại 200 ngàn một dề nhé mọi người. Đó, rồi đầu tiên đây, dề số 1 đây có giá là 200 ngàn nha. Thân tơ cũ của nó dài được tầm cỡ 11 cm. Mầm gốc thì đã lên khỏe mạnh rồi, nguyên một dề đây. Thân xanh này. Đó. Hôm nay đa số em thấy toàn thân xanh không mọi người, bà con đi trúng một cái vùng gì khá đặc biệt đó. Dề số 1 nha, 200 nha. Tiếp theo là sang dề số 2. Dề số 2 này thì thân tơ cũ đây, thân tơ cũ thì trốn hoa nhé mọi người. Độ dài thân tơ cũ thì tầm cỡ 23 cm. Mầm gốc đây đã lên khỏe mạnh, tím rịm đây. Rồi, thân mảnh nhé mọi người, thân mảnh. Dề số 2 giá là 200 ngàn. Tiếp theo là sang dề số 3. Dề số 3 đây thì mầm gốc đã lên rất là khỏe rồi. Độ dài tầm cỡ 7-8 cm. Thân tơ cũ nó đây. Đó, thân tơ cũ ngắn ngắn nhưng mà đã ra hoa rồi nhé mọi người, ra hoa rừng này mọi người thấy cuốn hoa nó khô rồi. Rồi về số 3 này có giá là 200 ngàn nhé. Gia Ly hết, mà Gia Ly hết nhé mọi người. Có mấy thân mảnh mảnh như Morai nhưng mà bà con đang nói là Gia Ly, chuẩn luôn Gia Ly luôn. Tiếp theo là số 4 là độ dài thân tơ cũ nhé. Thân tơ cũ thì ngắn thôi, dài tầm cỡ 29-30 cm thôi, mà thân mảnh nhé mọi người, mảnh nhưng mà mọi người yên tâm là cái mầm gốc nó đã lên khỏe mạnh rồi nè. Đó, chỉ cần mầm gốc lên là đảm bảo cây sẽ sống về rất khỏe luôn. Giờ số 4 giá 200. Tiếp theo là sang giờ số 5. Giờ 5 đây, độ dài thân tơ cũ thì dài phải tầm 42-43 cm luôn. Đó, giờ này thì hình như là trốn hoa, chưa thấy ra hoa. Rồi, mầm gốc đây, gốc đã lên khỏe mạnh đây. Đó, thân lá cứng cáp. Rồi giờ số 5 giá 200 nha. Tiếp theo là sang về 250 là về số 6 nha mọi người. Về 6 đây, thân tơ cũ nữa đây. Độ dài thân tơ cũ tầm 17-18 cm. Thằng này thì đã hoa em rừng rồi, cuốn khô rồi nè, cuốn hoa khô rồi. Đó mọi người thấy không, nhỏ nhỏ mà đủ khả năng ra hoa hết rồi. Vậy chứ trong rừng nó cũng sống rất lâu năm rồi mọi người. Mỗi một cái thân già tương đương với 1 năm tuổi nó nè. 1 năm tuổi, 2 năm tuổi, 3 năm tuổi, 4 năm tuổi, 5 năm tuổi. Hiện tại là nó đang bước vào năm thứ 6 rồi mọi người. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mọi người đừng có khinh thường nha. Giờ số 6 giá 250, giờ ly hết nha. Tiếp theo là em sang giờ số 7. Giờ số 7 là mọi người thấy là thân già đồ xanh lè lét này, thân tơ cũng xanh lét luôn. Đó, hy vọng sẽ sang ra được những mặt hoa đặc biệt nha. Mầm gốc đã lên này. Đó. Rồi thân tơ cũ đây. Thân tơ cũ thì dài chắc tầm cỡ 50 cm mọi người. Thân cũng mạnh mảnh thôi. Đó. Thì thằng này thì em thấy là như trốn hoa. Đó, trốn hoa này, mùa này trốn hoa. Chưa thấy ra hoa. Rồi mầm gốc đây. Đó.
nhú con nhộng rồi. Rồi về số 7 giá 300.000. À ngoài ra cái dê này nó có một cái cây rừng nè mọi người. Cây rừng bám theo mọi người về chúng ta cắt ra chúng ta trồng được lấy một chậu nha, nó giống như con kiến này thôi. Đó, hàng dây rừng sao về em để nguyên vẹn vậy nha. Rồi số 7 giá 300. À, tiếp theo là em sang về số 8. Về số 8 đây thì độ dài thân tơ cũ tầm 43 cm nha. À, về này thì để em coi thử. Đó, về này như là cũng trốn hoa luôn mọi người. Chưa thấy hoa nha, chưa thấy ra hoa nha. Rồi mầm gốc đây. Khỏe mạnh đẹp đẽ. Rồi về số 8 này, giá 300.000 nha. 300.000 về số 8. Tiếp theo là loại 350 về thì em có về số 9. 9 đây. À, độ dài thân tơ cũ tầm cỡ 29 cm. À, giờ này thì đã hoa em rừng rồi, cuốn khô rồi mọi người. À, rồi mầm gốc đã lên đây, mầm gốc này mọi người thấy không? Xanh mướt mát. Dáng cũng đẹp nè, dáng này về trồng rất là ok luôn. Rồi về số 9 giá 350 nha, được một đống thân già luôn. 1 2 3 4 5 6 7. Giờ đây 5 tuổi, ít nhất là năm thứ 8 rồi nha mọi người. À. Rồi tiếp theo là sang về số 10, giờ này thì có giá là 350 nha mọi người. À, thứ nhất là nó là một dê có hai thân tơ luôn. Đây, hai thân tơ, một thân tơ nhỏ, thân tơ lớn nè. À, hai tân thân tơ thì đều đã trốn hoa, cả thân tơ này nó hơi gập gập chỗ đây, mà chả ảnh hưởng gì mọi người. Đó, hai thân tơ này vẫn đang nguyên zin chưa có hoa nha mọi người. Và mọi người có thể để ý là cái mầm gốc của nó nè, một mầm gốc nè. Bên đây thêm một mầm gốc nữa là hai mầm gốc nè. Đây, quay kỹ mầm gốc đây cho mọi người xem. Đó, một mầm gốc này, hai mầm gốc lớn, mầm gốc nhỏ. Đó, về thì năm sau mọi người sẽ được hai cái thân tơ nha. Thao hồ chơi hoa. Rồi về số 10 giá 350 nha mọi người, 350 về số 10. À, rồi, tiếp theo là em sang loại 400.000 về thì có về số 11 đây. Về số 11 thân tơ đây. Độ dài thân tơ thì tầm cỡ 38 cm, thân tơ này thì đã ra hoa em rừng rồi, còn cái cuốn nè mọi người thấy không? À, cái đầu chóp thì bị con sâu hay con gì nó cầm. Rồi, mầm gốc đây, gốc lên lá tròn to khỏe đẹp đây. Không biết được lá mít không mà thấy lá cũng tròn tròn to to á. À, đặc biệt nó có thêm một cái mầm gốc nữa nhé mọi người, nhưng mà bà con người ta đi vận chuyển trong rừng nó bị gãy mất cái mầm gốc bên đây. À, nhưng mà không sao đâu, về mọi người chúng ta kín keo lên sẹo chúng ta bôi đây, ít bữa nữa nó sẽ ra lại cái mầm gốc khác nha, ra lại cái mầm gốc khác từ đây. À, thì đảm bảo sắp tới trong mọi người là sẽ có ít nhất thêm một cái mầm gốc nữa. À, một mầm gốc đây rồi còn thêm một cái mầm gốc nữa. À, rất nhiều mầm gốc nha. Rồi về số 11 giá là 400.000. Tiếp theo là về số 12. Về số 12 thì giá cũng 400 luôn. Đó. Độ dài thân tơ cũ của nó đây. Độ dài thân tơ cũ tầm cỡ hơn 50 cm nhé mọi người. Đó. Giờ này thì cũng đã hoa em rừng rồi, còn cái cuốn nè mọi người thấy không? Đó. Thân tơ này, thân dạng thân mảnh nha. Mầm gốc đây, gốc khỏe mạnh đây. Lá rồi đây. Lá ngọn lá đồ đây, đang vươn lên nè, đó, đang phi ngọn ra. Đó. Thằng này tương lai rất là dài đây. Rồi được 1 2 3 4 5. Năm bốn cái thân già, một thân tơ cũ và một cái mầm gốc đang lên khỏe mạnh nhé. À, đây cái ngọn nó đây, ngọn cái lá nó đây nhé mọi người, chứ không phải nó bị cục ngọn đâu. À, rồi về số 12 giá 400.000 nhé mọi người. À, giờ này rất khỏe luôn. Rồi tím xanh nè, khá đặc biệt, hy vọng sẽ ra được mặt hoa đẹp. Rồi tiếp theo là em sang về số 13. Về số 13 đây thì độ dài thân tơ tầm 46-47 cm. Giờ này thì là đang có nụ nè mọi người thấy không? À, giờ này đang có nụ nè, 1 2 3 4 cái nụ rất là tím mọi người. À, như châu Phi nè thấy không? Về mọi người chơi hoa luôn, thân thì mạnh mảnh thôi. À, mầm gốc đây, gốc thì đã lên đây, mầm gốc đã lên đây, sân lên rồi nha, xanh nè. À, rồi đem lên nét lại. Rồi về số 13 giá 450 nhé mọi người, về chơi hoa luôn, đang hoa nụ rất là tím. Đó, về sang hồng sang bệnh nha. Tiếp theo là em sang loại đẹp hơn nữa thì có giá là 550 dê nhé. Rồi về số 14 mấy giờ này thì khỏi chơi luôn. À, mầm gốc đây, mầm gốc thì đã lên được tầm 16-17 cm rồi, đang lên rất là lực nhé mọi người. Đó, thấy không? Xanh mướt, xanh tươi mướt mơn mởn, lá đẹp xếp nè. Rồi thân tơ cũ đây, thân tơ cũ thì đã hoa em rừng rồi và đã có bắt đầu quả rồi nhé mọi người. Đó, về cho các bác anh chị chúng ta thích thổi hạt thì có thể mua về này. Chờ quả lớn lên tí thì mọi người có thể rắc cái hạt vào trong cái bình tưới cây á,
rồi thêm X31, sau đó chúng ta phun lên những cái giá thể ẩm ẩm tí giống như là vỏ cây, nhãn, cây đồ á, thì ít bữa sau nếu may mắn thì nó sẽ lên cây con đó. Rồi mầm gốc đây, tức là mướt mát xanh tươi nè. Rồi về số 14 này có giá là 550 nha mọi người, 550 cho số 14 đây, nguyên mạng bóc rừng mà còn những cái vỏ cây nó dính vào nè. Rồi tiếp theo là về số 15, về số 15 đây là có giá là 550 nha mọi người. Đây. Cái này thì để em đo cái độ dài thân tơ nó, độ dài thân tơ phải tầm cỡ 7-80 cm luôn mọi người. Đó, thân mảnh mảnh thôi. Đây, mọi người thấy không? Đây. Cuốn hoa cũ nè, hoa đã khô nè. Rồi, rất nhiều thân già nha, và đặc biệt mầm gốc đây. Đây, lá tròn tròn, xanh tươi mơn mởn, đẹp, rất đẹp nha. Không biết được lá mít không ta. Thấy lá tròn cũng tròn to. Rồi về số 15 này, giá là 550 nha mọi người, 550. Mầm gốc lên rất đẹp. Rồi tiếp theo là em sang về số 16. Về này có giá là 800.000 nha mọi người. Đây là về thân rất là xanh. Đó, mọi người thứ nhất là mọi người có thể thấy là thân già nó nè, xanh từ đầu tới cuối luôn. Được bốn cái thân già. Đó, đây, thân tơ mầm tơ cũ nó đã hoa trong rừng rồi nè. Nó là khô cái cuốn hoa rồi. Đó, rồi, đặc biệt là cái mầm gốc đây. Đây mọi người thấy không? Xanh tươi mơn mởn nè. Đó, rất là xanh nha, chỉ có vài chấm tím thôi. Rồi, để em đo thử cái mầm gốc nó dài được bao nhiêu nha. Rồi mầm gốc dài cỡ 46-47 cm nha mọi người. Đây. Soi kỹ cho mọi người xem. Đó, rất là xanh nha. Này thì các bác anh chị về chúng ta săn ám khói hoặc cũng có thể săn được 5 cánh trắng nha. Đối với những thân xanh này vẫn đang đi ngọn nè mọi người. Đó. Đây, phía sau đây thì nhìn như rau muống mới đã nè. Rồi. Cái dề này thì có giá là 800.000 nha mọi người. Dề số 16 giá 800.000. Rồi rất đẹp. Rồi thì tiếp theo nữa thì em sang ba cái dề xanh sạch, thì chắc nhiều bác cũng đang đợi quay kỹ ba dề này nha. Thì các bác anh chị có thể mua xanh sạch này về chúng ta săn 5 cánh trắng nha, đột biến 5 cánh trắng. Rồi, đây thì đầu tiên là dề xanh sạch số 17, giá là 500.000 nha mọi người. Cái hàng xanh sạch bình thường em thấy hay có ở cái vùng Chư Mô Rai á, còn cái vùng Gia Ly này thì ít khi thấy xanh sạch lắm. Nên là cái giá hàng xanh sạch của vùng Gia Ly này rất là quý nha mọi người. Đó, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Và Gia Ly cũng là nơi thường hay sản sinh ra những cái mặt hoa đột biến ở khu vực rừng tâm nha mọi người. Các bác anh chị theo dõi nếu mà hay chơi lan đột biến thì thường hay nghe thấy những cái mặt hoa giả hạt đột biến xuất phát từ cái khu vực rừng Gia Ly huyền thoại này nha. Rồi bây giờ em sẽ có giới thiệu cụ thể cho mọi người. Thứ nhất là giờ xanh sạch số 17, giá 500.000. Đây, độ dài thân tơ cũ, dài tầm cỡ 22-23 cm. Giờ này chưa sổ hoa nha mọi người. Người thấy không? Vẫn còn nguyên zin nè. Đó, chưa có mắt hoa nha. Đây, đó. Để em coi mấy thân già cũ thì cũng chưa thấy ra hoa lần nào thôi. Đây là một cái em kiếm nguyên zin nha mọi người. Đây, mầm gốc đây. Mọi người thấy không? Xanh lè lét nè, như cái hột gạo mới lên nè. Rồi. Rồi, rất là xanh nha. Rồi. Về số xanh sạch số 17 này, giá là 500.000 nha mọi người. Mới lên được mầm như Vinbi rồi. Rồi, về sạch số 7 giá 500. Tiếp theo là về sang về VIP hơn, xanh sạch số 18 giá 1 triệu. Mọi người mua xác định mua xanh sạch thì giá nó sẽ cao hơn giá bình thường gấp mấy lần nha mọi người. Và thường là hết rất là nhanh nên các bác anh chị nào mua chúng ta chốt thật sớm nha. Rồi, về thứ hai đây, cũng là một em nguyên zin luôn, độ dài tầm 12 cm, thân tơ cũ đây mọi người. Mọi người thấy là mặc dù đã lên lớp màng nhưng mà vẫn thấy nó rất là xanh nha. Rồi, thân già đây cũng xanh lè nè. Này mọi người chưa thấy hoa ra luôn nè nha. Đây, nguyên mảng trong rừng nè. Đây, mầm gốc nè, một mầm xanh lè nè. Đặc biệt đây, mầm đây đã lên xanh rồi nè. Xanh lè lết nè. Rồi, quá xanh luôn. Về số 18, giá 1 triệu nha mọi người. Dề xanh sạch số 18. Rồi cái dề xanh sạch mắc tiền nhất ngày hôm nay là cái dề xanh sạch số 19. Rồi chắc nhiều bác cũng đang ngóng đây. Dề này thì đã lên mầm tơ rất là dài rồi, nhưng mà vẫn giữ được cái độ xanh sạch nha.
Thứ nhất á, thì mọi người có thể thấy là nó có 1, 2, 3, 4, 5 5 cái thân da nhé mọi người. Thân nào thân đây xanh lét luôn. Đây, à, đây xanh lét nè. Thấy không? Xanh lè, xanh lét luôn. Thứ hai á, là cho mọi người xem cái thân tơ cũ của nó năm ngoái. Thân tơ cũ nè, đó, cũng rất là xanh luôn. Và đặc biệt là cái thân tơ này chưa ra hoa nhé mọi người. Đó, vẫn có nguyên zin, chưa ra hoa nè, thấy không? Chưa có một cái mắt đốt hoa nào nữa, nguyên zin luôn nha. Rồi, và tiếp theo nữa là em sẽ soi kỹ cái mầm gốc cho mọi người xem. Sẽ mọi người sẽ thấy cái điểm đặc biệt của cái dê này. Đó, lá này xanh lè lét nè, thân nè. Xanh kinh khủng không? Nó chỉ có vài một chấm, vài đốm chấm nhỏ nhỏ tím tím này thôi nha mọi người, vài chấm thôi. Đó, thì nói chung là nó phải có chấm tí tím thì nó mới lên mắt đẹp được nha. Đó. Còn lại thì đây mọi người có thể thấy là mấy đây không thấy ngấn lá gì vào đây nè. Đó, không thấy một tí ngấn tím nào ngay đây nha. Đó. Lâu lắm rồi thì em mới thấy lại được cái hàng xanh sạch như vậy. Rồi mặt phía sau đây. Đó mọi người thấy không? Không có một tí ngấn lá nào luôn. Rồi. Đó, còn qua có vài một vài chấm tím nhỏ nhỏ thôi. À. Rồi. Rồi tiếp theo là để ra đất đây soi cho kỹ nha mọi người. Nói chung hàng xanh sạch thì phải quay kỹ cho các bác anh chị chúng ta xem. Đó, bởi vì hàng này giá trị cao mà, mọi người phải xem tận mắt thỏa thuê thì chúng ta lên kế hoạch chốt giá nha. Rồi, nè thấy không? Quay rất là kỹ mọi người, lá nè, lá xanh ri. Nói chung là như rau muống nha mọi người. Mặt phía sau này mới đã. À. Rồi. Thân tơ đây nha, thân tơ đây. Vẫn còn nguyên zin nha mọi người, thân tơ còn nguyên zin, chưa có ra hoa luôn. Đây, nguyên cái dê bóc rừng nữa đây. Vẫn còn dính cái miếng vỏ cây gì nè. Rồi về số xanh sạch số 19 này giá là 2,5 triệu nha mọi người. 2,5 triệu nha, không phải 2,5 triệu đâu nha. Rồi. Xong 3 dê xanh sạch thì tiếp theo là em xin giới thiệu mọi người là cái combo số 20. Đây là một cái combo kiến nha mọi người. Thì nó được 5 con kiến, giá là 600 ngàn. Thì kiến thứ nhất đây, để lên mầm gốc vẻ đẹp này. Một con nè. Kiến thứ hai. Hai con đã lên mầm gốc luôn rồi nha. Ba con, cái đây như một cái cây mọi người, nó mọc ra từ một cái cây nó gãy nè. Ba kiến nè. Nùng mập. Bốn kiến, đây, đã lên mầm gốc nè. Rồi và con cuối cùng con đẹp nhất, 5 kiến. Nguyên bản luôn mọi người, bám vào miếng vỏ cây nè. Rồi, combo này 5 kiến này giá là 600 ngàn nha mọi người, 600 ngàn. Rồi và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua dê nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trong tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu á, mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, còn mua nhiều hoặc là mua cái dê đặc biệt xanh sạch đây thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Nếu mà không chuyển khoản thì em sẽ ưu tiên cho khách quen. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên ạ.